Hello, xin chào mọi người. Chiếc Mazda Kawasaki Mazda 2 mắc cười ha, lên rồi nè. Nó lên điện rồi, ok rồi nha mọi người. Nhưng mà cái máy tôi chưa có đấu vô, lên họp rồi. Sơ sơ ha. À, họp nè, hôm bữa họp cũng nói rồi ha. Đồng hồ đo dung lượng pin, đồng hồ đo áp bình. Áp pin, đồng hồ, chìa khóa cơ, ở trên này chìa khóa cơ, chìa khóa cơ, cái này điều khiển từ xa nha, cho nên chìa khóa này trường hợp cái remote này nó hết pin hay gì đó thôi nha, chứ còn mình cũng không xài, mình đa số là mình xài cái remote này, cái remote này điều khiển từ xa ha, không cần cái chìa khóa này luôn. Nên nói chung là chạy xe thì không cần ghim chìa khóa vô ha. Rồi được cắm như đó. Rồi sạc bình, sạc điện thoại USB, sạc điện thoại ha, sạc cho pin, này là công tắc sạc cho pin, rồi công tắc chuyển nguồn pin vào nguồn bình. Trên này là có cái đồng hồ này là nó đo cái áp của bình xe máy, cái bình đề á ha. Đó, mở lên ha, nhìn gọn gàng ha. Ở đây này còn một cái thùng pin nữa nha, cái thùng pin bên này, hai thùng pin đã làm xong, sơn màu giống màu đó luôn. Đây một khối pin của nó nè, này là 42 ampere giờ nha, 60 volt. Đây thì cũng đã làm xong. Ở trên cái thùng pin này thì mình gắn thêm một cái thiết bị đo cái dung lượng pin còn lại ha, theo cái nấc nè, nó có nút nè, từng nấc nút nè. Rồi đèn trước ha, rồi mấy cái đèn này đổi thành led hết rồi nha, để tôi mở thử. Đó, đã đổi thành led hết rồi nha, đèn trước cũng led luôn, để cho nó tiết kiệm cái năng lượng á, tiết kiệm cái nguồn pin của mình á. Ok ha. Cái máy thì tôi sẽ bắt đầu cái trong cái clip này, tôi sẽ lên cái máy này nè. Giờ mà bắt đầu gỡ cái bánh xe này ra, gỡ phuộc ra, rồi gỡ bô ra luôn, để mình gỡ cái gắp này ra, mình đi bẻ cái gắp ra để mình vô cái máy ha. Dây nhợ thì đã xuống đây rồi, dây nhợ xuống tới đây rồi ha. Thì ở đây mình sẽ đặt một cái bóc vuông để mình đấu nối cái nguồn vào đây và đấu nối nguồn vào máy với lại cái dây điều khiển vào máy. Ở cái máy này thì có một cái hệ thống mắc cười lắm nè. Cái hệ thống này đố mọi người là hệ thống gì? Đây là bình nước. Đây là bình chứa cái nước. Ở đây là máy phun sương ha. Thì lúc mà mình chạy ngoài đường mà nó nóng á, thì mình sẽ mở cái công tắc này. Đây nó công tắc tắt mở nè. Mình mở ra mà mình chỉnh cái lượng phun sương vừa đủ để cho nó mát cái mặt mình á. Đây nè, ở trên này nó có một cái đầu phun sương. Ha, đầu phun sương này đầu số 3, nó phun cũng nhiều quá, như cho nên là ở đây tôi gắn thêm một cái chỉnh cái tốc độ phun của máy nằm đây. Cái máy này là 12 volt ha, máy này 12 volt, nó lấy nước từ đây nè, lấy xuống đây xong nó bơm lên để nó phun sương lên trên, lúc mình chạy á nó phun vào, nó tấp vào mặt mình, nó sẽ rất là mát nha. Đó thì làm thử nghiệm thôi. Mình làm gì cho nó vui. Có một hệ thống cho nó vui cũng không vấn đề. Đó. Rồi tôi giới thiệu mọi người cái máy ha. Đây là cái máy 800W. Cái động cơ 800W. Đã vô cầm mới rồi, vô niềm mới, vô cầm mới rồi ha. Và cái máy này thì cái nắp nó zin, nắp zin của nó là nắp này. Nhưng mà cái máy này do mình mua
mình mua là cái loại máy cho xe đạp điện, cho nên nó không có cái phần mà để nó móc cái nhông dĩa sơn lên ha. Cho nên ở đây là mình đã đi CNC lại một cái nắp khác đây nè. Đó, cái nắp này là đi CNC lại hết một cái nắp, nguyên cái nắp ha. Rồi thì cái dĩa mà dĩa sơn á mình sẽ gắn lên trên này. Mình gắn bốn ngóc này đã được ren nè. Đó, mọi người thấy không? Nó được ren, mình gắn cái dĩa sơn trên này để mà mình khi mà mình chạy mà nó mà hết pin á thì mình có thể đề máy lên và mình chạy xe bình thường ha. Đó, mình sẽ gắn vào cái hộp sơn đàng hoàng. Thì cái này là vui cái phôi sắt ha, họ làm họ CNC ra gửi, mình gửi đi CNC, họ làm CNC ra đó. Thì mình sẽ thay cái nắp này. Đó, cái nắp này nó bằng gan nha, cho nên nó là nếu mà mình đi cái nắp này luôn á thì mình gắn cái dĩa lên á thì nó sẽ bể, nó sẽ móc lên và nó sẽ gãy cái mâm nha. Nó cái này nó rất là giòn, cho nên buộc mình phải CNC là cái khác. Nó cao hơn khoảng 2-3 phân thôi, không có nhiều ha, nhưng mà nó rất là nặng. Đó, nặng lắm, nó nguyên khối sắt mà. Đó, rồi bây giờ tiến hành ráp cái nắp này vào cái máy và bắt đầu mình tiến hành mình lên máy cho xe ha. Lên bình, lên máy cho xe. Rồi sau khi xong hết thì quay cho mọi người xem ha. Rồi, ok ha. Xe rất là đẹp nha. Lên máy chiếc Kawasaki này tôi rất hài lòng luôn, đẹp. Nói chung nhìn xe rất là đẹp. Cái xe này nó có cái gì đó nó hồi ức. cũ ha, nó rất là xưa rồi, lâu rồi, cách đây cũng phải 20 năm. Đó. Rồi, tôi bắt đầu tôi gỡ bánh sau ra nha. Và tôi đo, mình phải kiểm tra lại cái kích thước này để mình coi là cái chản ba này á, cái gấp sau này á mình phải bẻ ra bao nhiêu nha. Cái này người ta sẽ hàng gió đá chỗ này nè, để ta bẻ cái này ra, để ta đưa cái khoảng cách này ra chắc khoảng 2-3 phân thôi, đưa ra để mình gắn cái máy vô cho nó vừa ha. Cái này là chắc chắn không vừa rồi. Thank you.
chiếc Kawasaki Max 2 hôm nay đã hoàn thành rồi nha mọi người. Thì nhìn xe đẹp ha. Nói chung là cái dáng xe này hồi xưa đúng là những cái bạn nữ sinh đi hay gì đó mà áo dài đi rất là đẹp ha. Dáng xe vẫn còn giữ cái chất dễ thương của nó ha. Thì hôm nay thì cái xe đã hoàn thành, cái xe này đã được lên xe điện ha. Thì giờ thì máy xăng và máy điện đều chạy bình thường ha. Bây giờ là tôi đang đã lên điện cho nó, gắn cái máy vô nè. Gắn máy vô nè. Này mình CNC cả một cái dĩa sên luôn để có sên để chạy xăng luôn ha, và vừa chạy điện được nha. Thì cái bình này trang bị được 42 ampere giờ nha. Thì một lần sạc nó chạy được khoảng gần 100 cây số ha, rất là tiện lợi. Bây giờ là mọi thứ là khi mà hết pin này á thì mình mới bật qua máy mình chạy xăng nha. Đây quay cho mọi người coi nha. Đó, cái đồng hồ trên này là để nó đo cái bình ắc quy của mình đó ha, cái bình ắc quy của mình. Còn cái đồng hồ dưới này á là nó đo cái điện áp của cái pin này. Hiện tại nó đang là 65.5V nè. Và cái đồng hồ trên á là nó đo cái nhiệt độ của cái bộ điều tốc, và cũng có hiển thị pin, nhưng mà cái này nó khó nhìn cho nên mình làm cái đồng hồ bự hơn để nhìn. Mặt khác thì mình còn một cái đồng hồ trên này nữa, nó hiển thị cái mức bình ha, cái mức bình. Rồi chìa khóa thì xe này được điều khiển từ xa bằng cái remote nè, cái mình tắt nè ha, mình mở nè, đó ha, đó. Rồi và có cổng sạc ha. Sạc thì cái này là công tắc để sạc, để tránh trường hợp gây cái tia hào quang để làm nó làm mình cháy đen cái tiếp điểm đó, thì mình gắn thêm cái cổng sạc, cái công tắc này. Khi mà mình gắm điện vào rồi mình sẽ mới mở công tắc lên thì nó bắt đầu quá trình sạc ha. Rồi còn cái này là cái công tắc chuyển mạch, nếu mình nhấn xuống là nó sẽ lấy nguồn từ pin, mình nhấn lên nó sẽ lấy nguồn từ cái pin này, nhấn xuống thì lấy nguồn từ bình, cái bình mà xe, nhấn lên sẽ lấy nguồn từ pin ha. Rồi ngoài ra là mình có cái sạc USB để sạc điện thoại ha, USB sạc điện thoại. Rồi đây là chìa khóa để mở lên để chạy xăng, còn ngay chỗ này là chìa khóa để mở lên để chạy điện ở đây, hoặc là mình có thể dùng cái remote để mình mở tắt, hoặc là mình có thể dùng cái chìa khóa để mình mở tắt ha. Ví dụ đây thì mình sẽ mở tắt bằng cái chìa khóa, như giờ tôi tắt nha. Rồi mình mở bằng chìa khóa nè, đó ha, nó vẫn lên ha, mình tắt nè, đó. Mặt khác thì mình có thể dùng cái remote để mình mở tắt cái xe ha. Đây đó ha. Rồi cái xe này đặc biệt là có thêm cái hệ thống phun sương. Phun sương nó phun, nó có cái bộ điều chỉnh được cái tốc độ phun ha. Khi mà mình chạy hiện tại bây giờ cái thời tiết này nó rất là nóng ha, cho nên là mình đi buổi trưa thì mình có thể là bật cái phun sương. Đó mọi người thấy nó phun sương không? Mình thấy chỉnh nhỏ nha, chỉnh ở đây nha. Đó chỉnh nhỏ đó nè, chỉnh lớn nè ha, ở đây đã tắt luôn nè ha. Đó hệ thống phun sương một đầu ha, cái motor phun sương nè. Ở chỗ này là thiết kế cho nó cái bình nước 750 ml, thì cách châm nước đó là mình sẽ gạt cái này ra, mình dặn cái bình, cái này là cái nắp bình nước khoáng á, mình mua cái khoáng mình vặn qua đây thì nó sẽ chảy hết, tự động chảy hết vô đây để mình nó châm nước thêm ha. Đó xe có đèn trước ha, và một cái đèn phụ ở đây nha. Thì mình mở đèn bằng cách là có một cái nút nhấn ở chỗ này, mình sẽ nhấn vào, rồi đèn nó sáng rồi. Đó ha, đèn dưới này cũng sáng luôn ha.
Đó. Buổi tối rất là sáng nha. Ok ha. Thì nó cũng dùng cái công tắc đèn cũ của nó nha. Ví dụ như mình tắt nè thì công tắc đèn trước nó sẽ tắt luôn nè. Đó. Mình mở cái đèn sương mù là ở nút giữa. Rồi. Thì đèn sương mù nó sáng nha. Ha, rồi. Mở lên. Đó. Xe rất là ok ha. Ở đây cũng trang bị thêm một cái cổng để sạc cho cái bình xe ha. Mình kéo cái dây ra, mình cắm, mình kéo hai dây ra, mình để một cái hộp đây để mình cắm vào và mình sạc cho cái bình xe, bình xăng ha. Bình xăng ha. Rồi như nãy giờ mọi người thấy cái shock chạy thì nó chạy điện. Bây giờ xăng thì bình thường, xăng thì giờ mình cũng khởi động máy bình thường ha. Bây giờ mình sẽ khởi động máy thử nha. Đây nè. Chạy xăng ok ha. Rồi điện thì mình chạy bình thường. Điện thì mình cứ nhấn vào mà mình chạy thôi ha. Bây giờ tôi mở điện cho mọi người xem nha. Rồi. Mở đi lên nè ha. Rồi tôi sử dụng chống đứng nữa. Đây, dựng chống đứng nữa rồi ha. Giờ tôi đánh thử nha. Dặn ra từ này, cái chỗ này nó đang bị dính cái sàn xíu để dịch ra xíu. Rồi dặn ra thử ha. Tốc độ nó khoảng 60 km/h nha, maximum. Rất là yên tĩnh ha, rất là nhỏ, không nghe hết ha. Kêu cái tiếng cũng không có lớn ha. Rồi mọi người có chế xe điện thì nếu mà mọi người muốn có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi dưới ha. Tôi sẽ chia sẻ cái cách làm cái xe này cho mọi người xem nha.